Xin chào các bạn, và tiếp tục chương trình khám phá dòng sông Nho Quế. Thì sau khi chúng tôi trải nghiệm và cảm giác thì đi xe máy từ trên đèo Mã Pì Lèng, bắt đầu khoảng 30 phút để được xuống với lại bến tàu, nhưng phải đi bộ thêm khoảng 200m nữa. Đường đi thì rất là khó khăn, trải nghiệm thì rất là tuyệt vời. Phúc sẽ để lại cái số điện thoại của nhà thuyền Triệu Trương ở phía dưới, thì các bạn khi mà đến đây mà đi tự túc hoặc là các công ty du lịch đối tác cũng có thể liên lạc với bạn Trương này để mà đặt thuyền. Trên thuyền còn bao gồm cả kayak, các bạn muốn chèo kayak thì báo số lượng chính xác để người ta chuẩn bị kayak cho các bạn. Trời mưa quá, trời vẫn còn mưa. Đoàn của mình đi vô trong cái mùa này thì trời nó mưa, nên chính như vậy mà dòng sông Nho Quế nó không được đẹp, một màu cà phê sữa thôi, không xanh là lung linh như là ở trên hình các bạn có thể nhìn thấy ha. Nhưng mà trải nghiệm đi xe máy và đi bộ xuống đây lên thuyền là cũng là một trải nghiệm rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà các bạn cũng nhớ lưu ý là đi khu vực này thì có trẻ nhỏ đi thì vô cùng khó khăn, nên là cũng phải hết sức cẩn thận đi du lịch, nhưng phải đặt an toàn lên đầu tiên nhé. Rồi bây giờ thì mình chọn góc cảnh đẹp để chụp hình thôi. Này mời sương ảo ảo. Lúc mình ở trên đèo đi xe bus thì thấy trời mây mù, không có sáng nên là không biết là khu vực ở dưới này như thế nào, nhưng mà hiện tại bây giờ thì trời rất là đẹp. Thuyền du lịch chưa sẵn rất là nặng phục vụ quý khách. Xa xa có mấy ngôi nhà. Đây là cái thuyền kayak hai người. Chủ thuyền sẽ là người thả xuống nước rồi mình ngồi ở đây chèo thôi. Nếu các bạn đi đặt thuyền thì nhớ báo số lượng chính xác là bao nhiêu người cần chơi thuyền kayak hay để nhà tàu người ta chuẩn bị. Thank you.
đường đi đèo nguy hiểm nhất Việt Nam. Rồi đây là cái điểm dừng chân để cho đoàn chúng ta đứng có thể chụp hình, nhưng mà nó rất là treo leo á. Các bạn đứng phải hết sức cẩn thận vì trời mưa thì nó sẽ trơn. Đấy, đẹp chưa, sương mù ảo luôn. Ok, bây giờ lên xe để lên trên tiếp tục thôi. À, nhắc lại là cái giá tiền mà đi xe máy này nó là 150.000. Cho bạn đi lên, cho bạn đi xuống luôn. Nhìn lại cái con đường các bạn. Xin nhắc lại là nhà xe cũng như là nhà tàu Triệu Trương. Mình sẽ để cái Facebook của bạn này ở phần mô tả cũng như số điện thoại. Các bạn đi tự túc hoặc là làm tour bên công ty du lịch thì có thể liên hệ trực tiếp cho bạn này để có được cái giá đẹp nhé. Rồi bây giờ ngắm cảnh tiếp thôi. Thật sự rất là đẹp các bạn. Từ cột mốc số 0 Hà Giang mở rộng ra lên khu vực cao nguyên Đồng Văn, đó là cung đường hạnh phúc. Rất là tuyệt vời, nói giữa miền xuôi với lại các đồng bào miền núi. Mình đang đi trong thời gian đó là trung thu.
nên là sẽ chắc chắn sẽ gặp được rất là nhiều em bé tại khu vực làng văn hóa Lũng Cảnh này. Lồng đèn này ở đâu vậy? Khách cho hả? Ở trong đây là bạn nào là lớn tuổi nhất? Xe của mình mới vừa xuống thôi là các bé đã tập trung rất là nhiều. Có 11 tuổi. Rất xinh, mặt rất xinh. 12 hả? Em bé nhỏ này mấy tuổi? Con gái thôi. Đông hơn các bạn từ từ nha. Chú sẽ gửi bánh với kẹo cho các bạn từ từ thôi. Từng bạn một, ai có xong rồi bước ra phía sau nha. Rồi bạn nào có rồi bước ra từ từ nè, để bạn nhỏ lấy trước nào. Rồi bạn nào có rồi bước ra bên kia nè. Từ từ thôi nè. Rồi từ thôi. Phần chân lớn nào, ưu tiên bạn nữ nào. Các bạn lưu ý về các em nhỏ này có đeo cái gùi, đó là cái hoa tam giác mạch. Cái mùa hoa tam giác mạch thì từ tháng các bạn đến đây tháng 10, tháng 11 thì hoa rất nhiều hơn hoa tam giác mạch. Một cái gùi như vậy thì mình nếu mình muốn chụp hình đeo vào thì sẽ tốn khoảng 20.000, tùy các bạn có thể cho thêm ha. Và một cái vòng hoa mà người ta kết, cái em bé này kết thì các bạn mua với giá là 20.000 để chụp hình cũng rất là đẹp. Rồi có những cái phụ kiện này mà vào phía trong khu vực làng văn hóa Lũng Cảnh, hai bên có hai cái thửa ruộng hoa tam giác mạch, các bạn chụp hình thì cực kỳ đẹp luôn. Vé vào cổng này là 10.000 nha các bạn. Rồi cái phải đây là cái cánh vườn hoa tam giác mạch. Thì bởi vì mình đi đầu tháng 10 nên là ở đây nó thật sự nó hoa nó nở cũng chưa có được rực rỡ lắm. Hai em bé là dễ thương lắm. Trong thì mới tới nhà cụ Pao á, cái cuối đường nhà cụ Pao. Và bạn mới đi toilet thì bạn sẽ phải có cái toilet công cộng, toilet di động. Nó là cái hoa tam giác mạch, cái ngọn hoa tam giác mạch này để ăn lẩu gà đen đó các bạn. Bữa trước phần 1 mình có nói với các bạn. Tạm biệt các bé nha. Mê sô-cô-la lắm các bạn. Bây giờ chúng tôi trở về thành phố Hà Giang để nghỉ đêm, và ngày hôm sau sẽ di chuyển về thành phố Hà Nội, một đoạn đường khá dài. Sáng ngày mai thì chúng tôi sẽ có ghé dừng chân ăn sáng tại bún vịt quay Lạng Sơn, nhưng mà tại thành phố Hà Giang các bạn. Chỗ này cũng khá là ngon ha, rất là lạ. Nó giống như là bánh phở nhưng mà ăn với lại là vịt quay. Lạ miệng, các bạn cũng nên thử ha. Mình sẽ để dưới phần mô tả cái địa chỉ quán này cho các bạn.
sáng nay sau khi chúng tôi ăn sáng tại bún vịt quay Lạng Sơn ở trong thành phố Hà Giang. Buổi sáng này thì các bạn có thể thưởng thức nhiều món khác ha. Nó còn có cái đặc sản đó là bún vịt làng. Thì thực ra là giống như ăn thịt vịt luộc của mình vậy đó. Mình cũng sẽ để cái địa chỉ, các bạn có thể thay đổi khẩu vị ha. Thì sáng nay chúng tôi sẽ tham quan làng văn hóa Thôn Tha, nằm cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng 5 cây số đi về hướng cái giống hai chi cô của khẩu Anh Thủy. Đi Giang luôn, giống. Làng văn hóa Thôn Tha này, nếu mà các bạn search ở trên Google làng văn hóa Thôn Tha thì cũng ra, nhưng mà check in chỗ này Tha Village thì là có, nhưng mà tìm đường đi bằng Google thì chắc chắn là các bạn sẽ không tìm ra đâu. Ở khu vực làng văn hóa Thôn Tha này là có khoảng 200 hộ, và trong đó là có nhiều hộ là đang làm về du lịch dạng homestay. Nên chính vì vậy mà các bạn search là Mr. Thiện Homestay hoặc là những cái tên khác cũng được ha. Tí nữa mình sẽ có để ở dưới cho các bạn. Nhưng mà các bạn cứ search là Mr. Thiện Homestay sẽ ra khu vực này, nó làm văn hóa Thôn Tha này. Cái con đường đi vào trong làng này các bạn rất là đẹp. Mình là mình thích kết nhất là mấy cái ngôi nhà nằm ở dưới chân đồi. 100 hộ á, 100 hộ, 100 hộ. Cái này mới. Làm thêm anh, để bảo tồn mà. Hiện tại bây giờ thì trong khu vực làng này họ cũng hiện đại hóa từ từ rồi các bạn. Đây một cái điều rất là tiếc ha, đáng tiếc lắm. Những ngôi nhà ở đây, những cái ngôi đồi phía sau lưng những ngôi nhà này, đó là những cái rừng cây cọ, và họ sẽ cắt những cái lá của cây cọ này về để làm cái mái nhà này các bạn. Cái mái nhà này theo như mình hỏi với người dân ở đây thì họ nói rằng là cái máy này có thể sử dụng được 30 năm. Và cái việc mà xây dựng một cái ngôi nhà lớn như thế này đó, ở đây thì họ sống rất là đoàn kết. Họ bảo rằng là nếu như muốn xây dựng nhà đó thì chỉ cần báo với là trưởng thôn sẽ ghi một cái bản thông báo thì mọi người ở trong làng họ sẽ đọc được, và họ sẽ tự động lên rừng họ cắt, họ để mà mang về để mà xây dựng để làm cái mái này. Thì một cái ngôi nhà như vậy là trung bình lớn nhỏ khác nhau, thì thông thường thì một cái nhà như vậy thì mất khoảng 1.000 cái lá cọ, 1.000 cái lá cọ để làm lên cái mái nhà này, và trở thành là một cái thói quen rồi. Cứ nhà nào làm thì sẽ ghi thông báo lên, và tất cả mọi người ở trong làng này họ sẽ tự động là họ sẽ đi lên trên núi trên rừng á để cắt những cái lá này về để mà cùng nhau làm. Hai bên thì cánh đồng chủ yếu là nếp ha, lúa nếp. Mỗi nhà có cái ao nhỏ nhỏ. Đây cái khu vực ngay chỗ cái bụi chuối với cái nhà này là cái góc đó là chụp hình đẹp nhất các bạn. Nhà nào thì cũng có một cái ao cá như thế này. Nhà nào cũng có một cái ao cá nhỏ. Có bồn chứa. Họ dẫn nước từ trên núi xuống là đồng lại chỗ này. Sau họ nuôi cá, mình thấy có cá trôi, cái trắm, cá mè nữa. Đấy, góc nhà đẹp. Hiện tại bây giờ đấy, bình chứa nước. Rồi, vào bình luôn. Chứa nước, mình nấu có rồi. Nhà này đang làm tiệc. Nhưng mà mình vẫn rất là thích là bởi vì không khí buổi sáng ở cái ngôi làng này nó rất là yên bình. Đang làm rất là yên bình, đi dạo rất là yên bình các bạn. Cái nhà này nó đang làm bún gứt. Bún gứt các bạn, bún gứt 30k một ký á. Gà này như đang ấp. Hệ thống trong đường đi ở trong làng thì bây giờ họ cũng đã đổ xi măng rồi. Mình cũng thật ra thì hy vọng là cái vấn đề mà can thiệp hiện đại quá thì
cũng tốt thôi, nhưng mà nó can thiệp quá nên nhìn nó mất được cái vẻ văn hóa của cái người dân tộc bản địa rồi. Vịt, họ nuôi vịt nữa. Đây là cái mái nhà này. Bây giờ đi ra đi vô bằng xe máy nha các bạn. Xịt đựng homestay. Mr. Thiện Homestay, các bạn nhớ nha, search là Mr. Thiện Homestay và Mr. Xịt đựng Homestay thì sẽ tìm đến đường đi được tới cái chỗ này. Ok, chia tay với lại thôn Tha. Sau khi tham quan thôn Tha xong thì chương trình chúng tôi sẽ quay trở về đâu, về thành phố Hà Nội. Rồi trên đường đi chúng tôi sẽ dừng chân tại dốc Thẩm Mã cũng như là núi đôi của Tiên. Và ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp các bạn. Phải nói là cung đường Hà Giang Đồng Văn này rất là đẹp, núi non là hùng vĩ, phong cảnh rất là thanh bình. Chúng ta nên trải nghiệm, nếu các bạn từ thành phố Hồ Chí Minh mà bay ra Hà Nội thì mình thấy các công ty ngoài Hà Nội bán cái tour này là 3 ngày 2 đêm, giá hiện tại bây giờ là chưa tới 2 triệu rưỡi ha. Chúng ta nên trải nghiệm, chúng ta nên trải nghiệm. Tuy nhiên một số dịch vụ tham quan thì có thể là không đầy đủ như trong video của mình. Rồi mình chúng tôi chuẩn bị tới dốc Thẩm Mã này. Vậy làm vài shot hình nha. Chỗ này là chỗ dừng chân luôn nha các bạn nha. Rồi vô chụp hình thôi. Đây là dốc Thẩm Mã nha các bạn. Dốc Thẩm Mã. Ở đây nó có nhiều cái tên giống như Thẩm Mã, Mã Pì Lèng. Thì mình có hỏi một số người dân đây, họ nói là có nghĩa là cái khu vực đồi núi này nó cao lắm, con ngựa nó đi lên trên này là nó chết luôn. Mã Pì Lèng đó là nó gần giống như là nó dốc giống như cái sống mũi của con ngựa vậy. Rồi tiếp tục. Trưa ngày hôm nay thì đoàn chúng tôi ăn trưa. Để thay đổi khẩu vị thì chúng tôi ăn trưa ở Bắc Quang. Chúng tôi sẽ ăn trưa đó là món lẩu cá tại nhà hàng Tư Sương. Thì các bạn lưu ý, nhà hàng Tư Sương có hai nhà hàng. Nhà hàng Tư Sương 1 với nhà hàng Tư Sương 2. Nhưng mà để theo mình thì các bạn nên chọn nhà hàng Tư Sương 2 ha. Bởi vì nhà hàng Tư Sương 2 á, là nằm ở khu vực suối. Nên là thứ nhất là phong cảnh đẹp, thứ hai là nó mát mẻ hơn. Thứ ba là nhà Tư Sương 2 thì cũng mới xây dựng. Nhà Tư Sương 1 thì nằm ở trong phố thì thuận tiện cho các bạn đi gia đình nhỏ thôi. Bây giờ thì đoàn chúng ta sẽ tiến về thủ đô Hà Nội. Thì trong chương trình thành phố Hồ Chí Minh Hà Giang Đồng Văn Hà Nội, bởi vì chúng tôi chỉ có quỹ thời gian là 5 ngày mà thôi, chương trình tour chỉ có 5 ngày nên là chỉ ở Hà Nội được một đêm mà thôi. Thế thì ở Hà Nội một đêm, một ngày một đêm thì chúng ta sẽ đi đâu?
chơi gì, ăn gì, uống gì. Bởi vì ở một đêm thì mình nghĩ là các bạn nên book khách sạn, một là gần phố đi bộ, hai là trong phố cổ. Thì đoàn của chúng tôi là chọn là ở trong phố cổ. Và khách sạn đoàn mình ở đó, khách sạn 4 sao Hà Nội Anh, nằm ở số 27 Hàng Cót. Thì khu vực này đi bộ ra phố Tạ Hiền cũng gần các bạn ha. Rồi chúng tôi vào cửa ngõ, vượt sông Sài Gòn để vào trong thành phố Hà Nội này. Một buổi chiều đầu thu của Hà Nội, đằng đó của chúng tôi bầu trời rất là đẹp. Các bạn có nhận ra đây cái cầu nào không các bạn? Vâng, cũng xin nhắc lại ở phần 1 mình cũng có để rồi, là các bạn đến với Hà Nội liên hệ với nhà xe Việt Hưng, mình có để số điện thoại của anh Hưng ở đó. Trẻ, lịch sự, nhiệt tình, vui vẻ, phục vụ các bạn, đặc biệt là những cái tuyến cung đường tour ở miền Bắc, Tây Bắc ha. Tuyến công viên Đồng Văn thì anh Hưng chạy rất là cứng nha các bạn, và cứ yên tâm, cứ yên tâm nhé. Thật sự thì người miền Nam chúng ta đi ra ngoài này thì đi xe thì còn nhiều khi cũng phải ngại, nói chung ở đâu cũng vậy hết, nhưng mà với khía cạnh là người làm du lịch thì mình đảm bảo với các bạn là các bạn đi với tài xế anh Hưng, nhà xe Việt Hưng thì rất là ok nhé. Cứ liên hệ trực tiếp cho anh để đặt xe luôn các bạn. Hiện tại bây giờ là trời còn sớm. Bây giờ là khoảng tầm 4 giờ thì 4 giờ 15. Hoạt động của chúng tôi chiều hôm nay là ăn tối tại khu vực Hồ Tây, là bánh tôm Hồ Tây. Đây là một trong những cái đặc sản mà nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Và chúng tôi sẽ vào tham quan một vòng Hồ Tây trước, Việt Nam Quốc tử trước, rồi sau đó mới đi ăn tối. We'll be right back.
vi trúc bạch. Ở khu vực này buổi tối rất là đông nè. Mình tấp hẳn có đi, đừng có lạc vô, mấy Hàn Quốc lạc vô. Thêm đông chờ vui bên thờ. Mùa xuân
Vậy là ngoài bên 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 cái chùa Trấn Quốc Tứ mình đây là có cái lại dài này. Tự thật đó anh. Nhiều vị vua của nhiều triều đại ra thẩm mỹ mỗi vị vua khác nhau đó, thế là tại sao nhiều người hỏi là sao chả thấy tấm bia là giống nhau, chả thấy cái rùa là giống nhau, hay là chữ viết ra nhìn lại họa tiết hoa văn kích thước tấm bia đúng không ạ, họa tiết hoa văn kích thước tấm bia để rùa khác nhau hoàn toàn không giống nhau, vì mỗi một vị vua là một thẩm mỹ khác nhau, chứ không phải một tấm bia do một vị vua làm ra mà nhiều vị vua của nhiều triều đại xây dựng lên. Và khi mà xây dựng văn miếu của thời gian này thì thời nhà Lý họ chưa cho xây dựng bia, còn nhà Trần cũng chưa cho. Rồi sau khi chúng tôi tham quan một dòng city tour Hà Nội, chùa Trấn Quốc, lăng Bác, chùa Một Cột, và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đi ăn trưa, và trưa nay chúng tôi sẽ ăn đặc sản của Hà Nội đó là chả cá Lao Vọng. Thì các bạn đến với Hà Nội thì mình ăn gì ăn thì cũng nên ăn đặc sản cho biết các bạn. Chả cá, cá đấy, áp chảo ăn với lại bún với lại mắm ruốc. Rồi sau khi ăn xong thì chúng tôi ra sân bay đáp chuyến bay về lại thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã đón theo dõi phần 1 cũng như phần 2 của chuyến tour thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Đồng Văn và Hà Nội 5 ngày 4 đêm khởi hành từ thành phố Hồ Chí Minh trên hãng hàng không Vietnam Airlines. Nếu các bạn cần bất kỳ thông tin chi tiết nào về chuyến đi này, cứ để lại comment, Phúc sẽ trả lời cho các bạn. Còn nếu như chúng ta cần mua tour để tham gia cái chương trình này thì vẫn cứ để lại comment hoặc gọi cho mình số điện thoại Viber, Zalo 0917787470. Giờ đây tập trước thì Phúc có nói là Phúc đi cùng với lại nhà xe Việt Hưng, thì anh Hưng ngày hôm nay mình đi là cùng với anh Hưng luôn. Hưng là chủ xe luôn các bạn. Ra Hà Nội cần liên lạc xe, bất kỳ xe nào thì các bạn cứ gọi cho anh Hưng nhé. Ở đây đây là anh Hưng đây. Đây chào anh Hưng. Rất dễ thương, nhiệt tình, lịch sự, rành đường. Ok, một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt và hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.